Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay à, chính thức là ứng cử viên đảng Dân Chủ Derek Trần đã tuyên bố thắng cử thưa quý vị. Và cách biệt là 641 phiếu và chỉ còn có 1.000 phiếu cuối cùng. Thì có thể nói là này, đây là một chiến thắng của những người đảng dân chủ gốc Việt tại Nam California, tại Bonsa, Westminster, thưa quý vị. Và thành tích của anh đã đã bại bà Michelle Steele, một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa kỳ cổ với hai nhiệm kỳ. Và sau cái tuyên bố của anh Derek Trần, như chúng tôi đã đưa tin anh là một vị uh, luật sư và là một uh, cụ binh tham gia vào quân đội Hoa Kỳ. Và ngay sau tuyên bố của anh Trần thì bà Michelle Steele đã đâm đơn và sẽ uh, coi như là uh, vận động trong uh, năm 2026. Thưa quý vị uh, đã đăng ký trước với Ủy ban bầu cử ở California là bà sẽ ra tái ứng cử trong chức vụ này hai năm sau theo tiếng Việt có nghĩa là độ sẽ báo trù thưa quý vị thua quá đặng quá đầu với một cái số tiền lên tới 42 triệu đô la cho những người mà ủng hộ cho bà nhưng mà điều đáng tiếc là trong cộng đồng gốc Việt những youtuber những nhà chính trị gia Nửa mùa rồi nhiều người góp việc ủng hộ cho đảng Cộng Hòa Năm nay đặc biệt là đã coi như rất eo ụt yếu ớt à, Trong khi đó thì bên phía anh Derek Trần Một ứng cử viên mới toanh à, Chưa có kinh nghiệm gì về chính trường của Hoa Kỳ Bây giờ sẽ trở thành một dân biểu liên bang Hoa Kỳ À, đại diện cho người Cốc Việt và những người Mỹ ở địa hạt của anh thưa quý vị Có thể nói là một thành tích uh, mà gây bất ngờ à, Khi mà đảng Cộng Hòa đã chiếm thế uh, đa số ở Hạ Viện Thì anh uh, Derek Trần này lội ngược dòng thưa quý vị Và đã chiến thắng một cách ngoạn mục à, Trong vài giờ tới đây thì uh, các hãng tin, hãng thông tấn trên thế giới sẽ... Uh, Đưa tin về cái cuộc Bầu cử sắt nút đây Theo luật của Nhiều tiểu bang trên nước Mỹ Và luật của California Nếu mà tỷ lệ xích sao Dưới 1.000 phiếu Thì có thể có cơ hội để phiếu lại Nhưng ứng cử viên nào Khiếu đại thì phải tự bỏ tiền Túi ra và Mướn người Để đếm phiếu thưa quý vị À, trước đây thì cũng đã có trường hợp của bà Trà Đức Quyến chẳng hạn như vậy thì à, lần này là định bà Michelle Steele thì à, đương nhiên và tin tức cũng cho biết là bà đã cầu cứu ông à, tỷ phú Elon Musk hy vọng là ông cho một ít tiền để mà tái kiểm phiếu à, và đây là một cái điều mà có thể nói là khá vô vọng thưa quý vị một khoảng cách uh, 641 phiếu nếu mà có vài phiếu thì có thể là đếm lộ là như thế nào đó nhưng uh, chuyện đếm lộn mà, mà lên tới 641 phiếu là một cái chuyện uh, không dễ gì mà nhiều lỗi lầm trong cái Ủy ban đếm phiếu của quận cam thưa quý vị cho nên người ta không biết là ông Elon Musk sẽ có cho tiền mà Michelle Steele hay không hay là giả lơ vì thấy rằng nên chấp nhận thua và cái chuyện này là có thể nói rằng những người đảng cộng hòa ở quận cam đã thua một cách đau đớn tê tùa.